Các bạn, trong những năm gần đây, tranh chấp xây dựng đưa đến giải quyết tại trung tâm trọng tài quốc tế đang ngày càng gia tăng và cũng là những vụ có trị giá cũng như là độ phức tạp cao nhất. Điều này cho thấy tính ưu việt và minh bạch trong phương thức trọng tài. Đây là nhận định được đưa ra tại hội thảo Phòng ngừa rủi ro và giải quyết tranh chấp xây dựng trong hội nhập được tổ chức ngày hôm nay 16 tháng 6 tại Hà Nội. Các diễn giả nhận định, hiện nay do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 nên giữa các doanh nghiệp dễ phát sinh các bất đồng trong kinh doanh thương mại nói chung và trong lĩnh vực xây dựng nói riêng. Hiện phương thức trọng tài thương mại thì phán quyết trọng tài được công nhận và cho thi hành trên 150 quốc gia và các nước phát triển. Đây là một thuận lợi đối với doanh nghiệp khi giải quyết tranh chấp. Việc giải quyết tranh chấp thương mại sẽ được giải quyết hiệu quả thông qua phương thức trọng tài thương mại với các ưu điểm nhanh, gọn, ít chi phí, được thi hành trong nước và nước ngoài. Trong những năm gần đây, Việt Nam đang hội nhập quốc tế vô cùng sâu rộng. Tuy nhiên, trong kinh doanh, đầu tư quốc tế và trong lĩnh vực xây dựng nói riêng thì việc tranh chấp là không thể tránh khỏi. Để tránh xảy ra các tranh chấp thương mại, các doanh nghiệp phải biết bảo vệ mình trước những rủi ro trong các hợp đồng.